Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là những tác phẩm mà mình tạo ra. Và mình xin giới thiệu, mình là một người đam mê làm sáng tạo nội dung trên YouTube. Và video ngày hôm nay mình sẽ tạo ra những video thật là tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Và video đó là gì thì mời các bạn cùng theo dõi để đón xem. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình. Xin mời các bạn. Bố nói hoài đi. Tôi nhắm xít tiết tô mỏ nhé các bạn ơi. Mình sẽ buộc hai đầu của chiếc vòng tay ngang, mình buộc hai đầu của chiếc vòng tay ngang này. Con lợn này đã chơi sạch tiền bố mẹ rồi. Bố mẹ là đứa nào? Con lợn kia mẹ mày nữ. Gần 200 cơ mà con chó này. Gần 160 chơi con 140 nữa đây. Bắn thì bắn ngu gần rồi. Mẹ nó tạt cài rồi. Ông chơi nghe cái đấm phạt sau cấm đạo vào đã kể mày cua này. Nói to lên. Ôi, cái chi chưa? Cái gì? Ôi lại cái bước ngay. Bạn làm 20k, chị chưa ý đấy. Ô cái dây. Đồ của ta đỡ. Rồi. Dạ đi vậy,
đây rồi. Làm đến đây kết thúc rồi. Anh là chỉ đo mới xong nha. Đây là video mình đến đây kết thúc rồi. Bác sĩ thắng mặt của mình một tuần xong. Đây là video mình đến đây kết thúc rồi. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ kết thúc mình sẽ các bạn là khoảng tay và một cái kênh của mình sẽ có từ một đại đại. Một đại đại là một là ở Vĩnh Phúc nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục làm vào tay của mình. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm tay. Và một tay hôm nay của mình sẽ có từ làm gốm hương tay. Ôi trời ơi! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là những tác phẩm mà mình tạo ra. Và mình xin giới thiệu, mình là một người đam mê làm sáng tạo nội dung trên YouTube. Và video ngày hôm nay mình sẽ tạo ra những video thật là tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Và video đó là gì thì mời các bạn cùng theo dõi để đón xem. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, để mình tiếp tục để động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình. Xin mời các bạn. Bố nói hoài đi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn.
Vậy là sửa chữa của mình đã tôi muốn xong rồi đây. Vậy là video mình nên người thích được rồi. Đang học mình nha. Tức là đang học mình nha mọi người. Tiếp tục là bây giờ mình sẽ sổ chữ. Mình sẽ chữ nha. Nên con dê của mình sẽ tô màu xong rồi nha. Và thế nên là quá đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nhưng mà mấy ngày của mình đã tô màu xong rồi. Vậy là video mình sẽ kết thúc nha. Bố mày đời. Không làm đi. Rồi. Tôi làm cái công nghệ đó.